Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tuyên Quang phát triển bền vững của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tuyên Quang chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Huyện Chiêm Hóa chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Hàm Yên nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Sau đây là nội dung chi tiết. Tỉnh đề ra mục tiêu trong 5 năm tới, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 5 năm đạt 14%, cơ cấu lao động ngành công nghiệp chiếm 25,8%, tương đương gần 130.000 lao động, cơ cấu ngành công nghiệp trong GDP của tỉnh đạt trên 24,7%. 5 năm qua, sản xuất công nghiệp của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh đã thu hút 37 dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hình thành 2 khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp, tạo việc làm cho hàng vạn lao động địa phương. Tuy nhiên, phát triển công nghiệp của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là hạ tầng kỹ thuật các khu cụm công nghiệp chưa đồng bộ, quy mô sản xuất còn nhỏ. Do đó, yêu cầu đặt ra trong phát triển công nghiệp giai đoạn mới của tỉnh là ưu tiên cho những ngành có tiềm năng, lợi thế, có giá trị kinh tế và có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp tăng cả về số lượng và năng lực, có khả năng tạo ra các sản phẩm công nghiệp có tính cạnh tranh cao như chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, thủy điện, dệt may, da giày. Hội nông dân tỉnh đang quản lý các chương trình dự án vốn vay chăn nuôi châu bò, giúp cho gần 2.400 hộ nghèo vay. Từ các chương trình dự án này đã giúp nông dân có vốn sản xuất, nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Theo đánh giá của Hội nông dân tỉnh, các chương trình dự án trên được triển khai đều ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ địa cách mạng. Ưu điểm của những chương trình dự án được thực hiện theo phương thức cho vay quay vòng, hay còn gọi là vay bò trả bê, dự án vay trâu trả ngé. Nhờ đó, nguồn vốn đàn trâu bò của dự án được bảo toàn, không ngừng lan tỏa, giúp cho nhiều hộ có nhu cầu được vay. Thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh chủ động phối hợp với các cấp, ngành liên quan quản lý chặt chẽ, tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình dự án phát triển chăn nuôi, giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong những năm qua, hợp tác xã có vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới, các hợp tác xã trong toàn tỉnh đã củng cố bộ máy, xây dựng phương án sản xuất, đầu tư máy móc, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, đồng thời tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong hoạt động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương. Hiện toàn tỉnh có trên 1.000 tổ hợp tác và hợp tác xã với trên 32.000 thành viên, tổng số vốn điều lệ trên 1.330 tỷ đồng. Xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác xã đã và đang tạo động lực cho quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Cải cách thủ tục hành chính là nội dung được thành phố Tuyên Quang đặc biệt coi trọng, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Từ việc cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân của các cơ quan hành chính nhà nước. Thời gian qua, việc cán bộ đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong 5 năm qua, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm từ 30% trở lên thời gian giải quyết của hơn 60 thủ tục hành chính. Điển hình là ở lĩnh vực cấp phép nhà ở xây dựng riêng lẻ giảm 33%, đăng ký hộ khẩu giảm 50%, lĩnh vực tài nguyên và môi trường giảm từ 25-50%, cấp phép kinh doanh giảm từ 50-60%, lĩnh vực tư pháp hộ tịch giảm 50%, lĩnh vực công thương giảm 30%. Từ hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, thành phố Tuyên Quang đang tiếp tục thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Huyện Lâm Bình được áp dụng nghị quyết số 30A của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, gọi tắt là chương trình 30A từ năm 2018. Nhờ các chính sách hỗ trợ đầu tư đúng quy định, đúng nhu cầu của người dân đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của nhiều hộ nghèo. Giai đoạn 2018-2020, nguồn vốn chương trình 30A tập trung hỗ trợ người dân huyện Lâm Bình hợp phần sản xuất xây dựng 78 dự án với hơn 2.200 hộ thụ hưởng. Nội dung chương trình tập trung vào hỗ trợ các giống cây, con
là thế mạnh của địa phương như trâu bò, dê, lợn đen, rau bò khai và hỗ trợ máy sản xuất nông nghiệp. Từ nguồn vốn chương trình 30A, huyện khuyến khích người dân đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc, tích cực trồng cây làm thức ăn cho vật nuôi. Hiện trên địa bàn huyện có trên 60 hộ dân chăn nuôi trâu bò vỗ béo, mỗi năm thu nhập bình quân từ 50 đến 100 triệu đồng một hộ. Nhờ thực hiện hiệu quả nguồn vốn từ chương trình 30A, đời sống người dân huyện Lâm Bình đổi thay rõ rệt. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là hơn 50%. Đến cuối năm 2020, giảm còn 31%. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên hơn 30 triệu đồng một người một năm. Số lao động nông thôn qua đào tạo đạt hơn 17%. Đến thời điểm hiện tại, Tuyên Quang không có trường hợp nào dương tính với COVID-19. Đây là kết quả của sự quyết liệt trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tại các cơ sở y tế. Với sự chủ động, quyết liệt của ngành y tế Tuyên Quang đang khẳng định vai trò tuyến đầu, quyết tâm xây dựng bệnh viện an toàn. Khám sàng lọc, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế vẫn là những việc làm được các cơ sở y tế trong toàn tỉnh duy trì trong thời gian qua để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại các bệnh viện, mỗi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến khám, điều trị đều phải thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị của chính phủ và của ngành y tế đưa ra. Đặc biệt là việc đeo khẩu trang khi dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, có nhiều ổ dịch tại các bệnh viện lớn trong cả nước. Vì vậy, tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh, công tác phòng chống dịch được đẩy lên mức độ cao nhất. Những việc làm đó đã giúp các bệnh viện kiểm soát chặt các yếu tố dịch tễ, đảm bảo an toàn cho các y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã xây dựng cái phương án chẳng may tiếp nhận một ca nhiễm và cũng đã bố trí phương án ví dụ như cách ly một khoa phòng hoặc cách ly một vùng và trong những tình huống mà khẩn cấp. Cái điều quan trọng nhất đối với bệnh viện là chúng tôi phải tổ chức phân luồng cách ly thật tốt để đảm bảo là những người có yếu tố dịch tễ hay là nghi ngờ mắc COVID-19 là phải được phát hiện ngay từ cái chốt tại cổng bệnh viện để thực hiện phân luồng tránh lây nhiễm chéo. Bệnh viện là một trong những nơi có nguy cơ cao gây lây chéo các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, nhất là COVID-19. Lượng bệnh nhân lớn, người ra vào nhiều, bởi vậy việc khám sàng lọc, phân luồng người bệnh được đặt lên hàng đầu. Tăng cường công tác phòng chống tại các cơ sở y tế, xây dựng bệnh viện an toàn chính là những nhiệm vụ hàng đầu để kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh, góp phần quan trọng trong việc chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải hết sức quyết liệt, chú trọng để đảm bảo cho cái việc mà khám phân loại sàng lọc ngay từ đầu vào bệnh viện hết sức chặt chẽ, cũng như là trong quá trình tiếp nhận các bệnh nhân từ nơi khác đến đều phải được khai thác các yếu tố dịch tễ một cách chặt chẽ để đảm bảo các bệnh nhân của mình luôn luôn được sàng lọc kỹ nhất và kịp thời nhất. Ngành y tế cũng tăng cường phối hợp với các ngành chức năng truy vết, rà soát các đối tượng đi đến các vùng có dịch để kiểm soát tốt dịch. Với những giải pháp, phương án cụ thể, ngành y tế Tuyên Quang đang khẳng định vai trò tuyến đầu phòng chống dịch. Đến nay, Tuyên Quang không có trường hợp dương tính với COVID-19. Thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Hàm Yên đã có sự chuyển biến tích cực và khá toàn diện trên các mặt ở tất cả các cấp học. Cùng với việc nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh giỏi, ghi nhận của phóng viên. Trường Trung học cơ sở Tân Yên là đơn vị xếp thứ 2 toàn tỉnh cấp trường với kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020-2021. Toàn tỉnh có 44 thí sinh dự thi thì đã có 24 em đạt giải. Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, nhà trường đã quan tâm đặc biệt tới giáo dục đại trà, làm nền móng cho chất lượng giáo dục mũi nhọn. Từ đó, đã thu hút được các em học sinh đam mê, nghiên cứu, học tập, đạt kết quả cao. Thì tập thể giáo viên và học sinh nhà trường cũng tiếp tục phải cố gắng hơn nữa để có chất lượng. Trước hết là chất lượng học sinh đại trà làm nền móng, sau đó là học sinh mũi nhọn để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong năm học 2020-2021, quy mô giáo dục và đào tạo của huyện Hàm Yên tiếp tục phát triển mạnh. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, từng bước hiện đại. Ngành giáo dục đào tạo huyện đã tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, chất lượng dạy và học luôn được duy trì ổn định. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 toàn tỉnh vừa qua, Hàm Yên có 62 em dự thi thì đã có 33 em đạt giải cao. Trong thời gian tới thì nhà trường tiếp tục chú trọng đến việc nâng cao chất lượng ôn thi vào lớp 10 cho học sinh khối 9 và đặc biệt là chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tạo nguồn học sinh giỏi cho các năm học tiếp theo. Song song với thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giảng dạy,
ngành giáo dục và đào tạo huyện Hàm Yên tập trung quyết liệt việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, giáo viên trong toàn ngành. Các chi bộ, các nhà trường triển khai hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Qua đó đã góp phần ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, tạo nên những chuyển biến mới trong ngành giáo dục và đào tạo huyện Hàm Yên những năm học tiếp theo. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã cận kề. Vì vậy, những ngày này, cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, huyện vùng cao Chiêm Hóa tập trung thực hiện các bước chuẩn bị theo đúng quy định của luật bầu cử. Công việc trọng tâm từ nay đến ngày 23 tháng 5 là tập trung tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử và các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Gặp gỡ trực tiếp với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, vận động bầu cử tại xã, sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên, bà Ma Thị Phượng, cử tri xã Tân An, huyện Chiêm Hóa bày tỏ niềm phấn khởi bởi những người ứng cử đều đã đáp ứng yêu cầu, mong muốn của cử tri. Với trách nhiệm của mình, bà cũng như nhiều cử tri khác trên địa bàn xã đọc kỹ tiểu sử, quá trình công tác của những ứng cử viên để lựa chọn bầu làm người đại diện cho mình. Bà con nhân dân thì cũng mong muốn ai trúng cử đại biểu hội đồng đợt này sẽ thường xuyên xuống lắng nghe các ý kiến của bà con nhân dân và giải quyết những cái khó khăn thắc mắc, những cái thuận lợi để phát huy, còn giải quyết những cái khó khăn hiện tại thực sự của bà con ở dưới thôn bản nó khó khăn như thế nào, và hướng các ứng cử đại biểu sẽ có hướng truyền tải cấp trên và có cái hướng để giải quyết giúp đỡ bà con ở dưới thôn. Tại xã Tân An, huyện Chiêm Hóa có tổng số 5 đơn vị bầu cử, 11 khu vực bỏ phiếu với hơn 4.700 cử tri. Danh sách tiểu sử các ứng cử viên chính thức đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu và tuyên truyền trên loa truyền thanh, không dây của xã và các thôn để cử tri nắm bắt. Ủy ban bầu cử xã chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp tổ chức các buổi tiếp xúc vận động bầu cử của ứng cử viên với cử tri để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng luật. Xã đã rà soát các đối tượng cử tri già yếu, người khuyết tật để triển khai các hòm phiếu phục vụ trong ngày bầu cử. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được xã thực hiện nghiêm túc, bài bản, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Thì đối với Ủy ban bầu cử xã cũng đã có cái kế hoạch cụ thể thực hiện từng nội dung, đặc biệt là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền thông qua bằng nhiều hình thức để đa dạng phong phú để người dân nắm được về quy trình. Cái thứ hai nữa là đảm bảo chuẩn bị cái công tác đủ điều kiện cho công tác bầu cử từ trang trí khánh tiết lẫn các vật dụng chuẩn bị cho các tổ bầu cử đảm bảo có nội dung. Những ngày này, công tác tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử được chính quyền, các ngành chức năng huyện Chiêm Hóa tập trung hoàn tất. Trên hệ thống đài truyền thanh huyện và các xã thị trấn liên tục thông tin về cuộc bầu cử. Danh sách, lý lịch các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã được niêm yết công khai để nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu. Toàn huyện có 9 đơn vị bầu cử cấp huyện, 152 đơn vị bầu cử cấp xã, thị trấn với 258 khu vực bỏ phiếu. Huyện có trên 100.000 cử tri. Hiện nay, các thành viên Ủy ban bầu cử các cấp thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở để kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc và các yếu tố phát sinh ngoài kế hoạch để tổ chức tốt công tác bầu cử. Song song với đó, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đã được chuẩn bị chú đáo. Ủy ban bầu cử của huyện cũng đã chỉ đạo xây dựng các cái phương án về phòng chống bão lũ, về phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì đều có phương án cả. Để trong những ngày bầu cử để diễn ra để đảm bảo an toàn. Trong diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, huyện Chiêm Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Các phương án, kịch bản phòng chống dịch COVID-19 cho các điểm bầu cử được xây dựng chặt chẽ. Ngày bầu cử đã tới gần, Ủy ban bầu cử huyện đang tập trung kiểm tra, đôn đốc cấp xã và các tổ bầu cử rà soát lại việc niêm yết danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong trước ngày 15 tháng 5 năm 2021. Đồng thời tập trung cho công tác tuyên truyền cử tri tham gia bầu cử sớm, đúng luật định. Tất cả đang hướng tới ngày hội toàn dân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Tuyên Quang phát triển bền vững của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.